Đây là đang sơn cái cặp lục bình để chỉnh màu mè cho nó nét cà phê. Cái gỗ xà cừ này ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều màu, bởi vì là tiện vào trong thì nó màu khác, bên ngoài nó màu khác, cho nên là khi mà chúng ta phải lựa chọn làm sao đến lúc cái phần hoàn thiện này là chúng ta phải sơn nó phải đều màu. Như ở đây bên trên cổ là màu nó sẽ vàng hơn đấy. Bây giờ đang bắt đầu là chỉnh làm sao để cho bên trên cái màu nó sẽ ổn hơn, nó sẽ đồng đều màu ở như ở bên dưới đấy. Cái cặp lục bình này thì nó cao 1m7 cơ, cao 1m7, đường kính của nó rơi vào gần 50. Đấy. Cái này thì được chạm tứ quý, anh em nhìn thấy không, tứ quý chạm rất là sâu luôn, đục sâu gần 2 phân. Đấy. Cặp lục bình này là phải để khá là lâu, khi mà bắt đầu đưa vào tiện ấy, thì cũng phải để nó mất tầm nửa năm thì bắt đầu chúng ta mới bỏ ra sơn. Và chúng tôi cũng thấy được rằng là một cái sự đảm bảo về cái lục bình bằng gỗ xà cừ này ấy, độ bền của nó rất là cao. Cặp lục bình mà chúng tôi trước đây chúng tôi cũng đã sử dụng, đến bây giờ có những cặp lục bình sử dụng lên tới 20 năm rồi nhưng cũng không mối mọt. Cái gỗ này nó rất là bền. Đấy. Anh em nào mà đã từng dùng lục bình rồi thì anh em sẽ thấy được rằng là lục bình gỗ xà cừ nó bền lắm, nó không có bị mối mọt đâu. Như ở đây ấy, thì chúng tôi rất là mong muốn, tại sao chúng tôi phải chia sẻ cho anh em, để cho anh em thấy được rằng là khi mà anh em đi mua lục bình, anh em cũng phải biết cách lựa chọn. Hàng lục bình rẻ tiền thì nên chọn gỗ gì, đúng không ạ? Nó vừa đẹp mà nó lại vừa rẻ tiền, nó lại vừa bền. Đấy. Còn nếu mà anh em mà không biết cách chọn này, chúng ta dùng cái lục bình ấy, tầm khoảng độ vài năm là có khi nó đã mọt rồi. Mà nó mọt thì nó rất là xấu, đúng không ạ? Và nghe nó tiếng kêu mọt nó rất là khó chịu. Còn nếu mà chúng ta mà lựa chọn cái phần gỗ ấy, cái gỗ mà chúng ta đi mua mà chúng ta không nắm được, ví dụ như là cái gỗ rẻ tiền, chẳng hạn như là một số cây bàng, cây gỗ tạp mà nó không có tên tuổi gì, chúng ta tiện lục bình xong đó rồi chúng ta để một thời gian nó mà bị mọt ấy, là nó chán lắm, mất bao nhiêu công lao của chúng ta làm, sau đó là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không ạ? Ở đây thì những cái gỗ nào mà nó đảm bảo được rồi, nó đã qua nhiều thời gian rồi ấy, thì là chúng tôi mong muốn rằng là chúng tôi chia sẻ cho anh em, bởi vì dùng những cái nào mà nó bền, nó rẻ, nó đẹp thì chúng ta dùng, bởi vì đằng nào cũng mất tiền mua, đúng không ạ? Đấy. Cái bình này là đang phủ bóng gần được rồi, anh em nhìn phủ bóng xong nó rất là đẹp như này, đây bóng này, đấy, trong vắt luôn. Còn cái này là chưa phủ bóng này, đang chờ một chút nữa là phủ bóng nốt là xong. Đấy. Cái này là sơn bằng BU, sơn BU thì cái một cái lục bình này sơn ít nhất là nó rơi vào tầm cỡ khoảng độ 4 đến 5 nước. Đấy, 4 đến 5 lần sơn. Đầu tiên là sơn nót, đúng không ạ? Sơn nót xong đó này đánh đi đánh lại một vài lần, sau đó là sơn màu, phủ màu cho nó đều. Sau đó là cuối cùng là bắt đầu bắn bóng. Bắn bóng thì là cái khâu cuối cùng rồi. Cho nên là bắn bóng nó sẽ rất là quan trọng ở cái khâu cuối cùng. Cái khâu người ta gọi là làm đẹp đấy. Đấy. Chia sẻ cho anh em như vậy để anh em nắm được. Còn anh em nào mà muốn sở hữu những cái cặp lục bình thì anh em cứ liên hệ với trung tâm đồ gỗ Văn Sáu, số điện thoại là 0968 152070. Cặp lục bình giá rẻ luôn, những cái cặp lục bình này giá rẻ, chơi rất là bền luôn. Đấy.